Rồi, hello các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Cua Vlog 61 nha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại siêu thị xe máy Thịnh Vượng Phát ở 327 Đặng Thúc Vịnh, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Clip nào mình cũng đã cập nhật cái địa chỉ cửa hàng ở trên đầu clip và số điện thoại để các bạn được tư vấn ở trên cái góc màn hình luôn. Thì các bạn vui lòng xem, đừng có tua. Tại vì nhiều bạn cứ hỏi mình là địa chỉ ở đâu này nọ, sao không cập nhật địa chỉ cửa hàng này nọ kiểu. Thì mình thấy là nhiều bạn coi cứ tua rồi, các bạn không biết địa chỉ cửa hàng ở đâu hết trơn á. Rồi, thì nếu mà các bạn nào xem hoài thì các bạn sẽ biết thôi. Rồi ha, bây giờ bữa nay là mình sẽ, tại vì có rất nhiều bạn hỏi mình á là bây giờ là nên mua SH phiên bản 125 ABS hay là 150 CBS, và sự khác biệt của phanh ABS với lại CBS để cho các bạn lựa chọn. Tại vì nhiều bạn cũng không phải là có điều kiện để mình mua được một chiếc SH 150 phanh ABS tới lận 100 mấy chục triệu lận. Thì có thể các bạn đang phân vân với 150 CBS với lại 150 ABS luôn, nhưng mà các bạn lại không biết được là hai cái tính năng, hai cái thắng như thế này thì nó sẽ có những cái điều gì khác biệt và nó sẽ giúp chiếc xe của bạn như thế nào và độ an toàn nó ra sao để các bạn lựa chọn. Đấy, thì thường ai mua xe thì cũng muốn, nếu có điều kiện người ta muốn mua chiếc xe mắc tiền nhất và đầy đủ tính năng full option tiện nghi nhất. Còn những người nào mà người ta giá tiền không có được nhiều á, người ta suy nghĩ nhiều á, thì người ta nên phải suy nghĩ đắn đo rất là nhiều. Thì hôm nay mình mong là sau khi các bạn xem clip này của mình á, các bạn có thể có được sự lựa chọn đúng đắn ha, không bị phân vân nữa. Rồi, thì giờ đầu tiên nè, mình sẽ cập nhật cho các bạn giá bán trước rồi sẽ phân tích sao cho các bạn ha. Thì như các bạn cũng thấy bên cửa hàng mình hiện tại có rất là nhiều mẫu SH. SH là rất nhiều màu sắc luôn. SH nam hoặc là SH mà này, SH 2022 mà các bạn lên mà SH Ý có luôn, vàng áo Ý thì nó có đầy đủ cho các bạn luôn ha. Ở đây thì những cái màu này mình đã quay cho các bạn rất là nhiều lần rồi, rất nhiều lần rồi. Đấy, còn ở dưới đây thì mình cái màu này hồi nãy mình ngồi là các bạn cứ nghĩ là nó là màu zin đúng không? Nhưng mà không nha, đây là một cái màu mà sơn độ, thì nó là màu bạc ha, màu bạc bạc, nói chung mình nhìn nó rất là lạ và rất là đẹp luôn. Đấy, cái này mà các bạn lên cặp phục cho mình, cặp phục màu xanh nitron hay là màu vàng của Olin nữa là cực kỳ đẹp luôn. Thôi không nhìn dòng được, báo giá thôi. SH thì nó hơi nhiều giá, các bạn nghe kỹ nha. Rồi, SH 125 thắng CBS thì sẽ có mức giá là 82 triệu, đã bao gồm thuế VAT rồi. SH 125 thắng ABS thì sẽ có mức giá là 94 triệu đã bao gồm thuế VAT rồi. SH 150 CBS sẽ có mức giá là 99 triệu đã bao gồm VAT luôn rồi. SH 150 ABS là phiên bản màu thường các bạn thì sẽ là 117 triệu. Còn ABS 150 ABS phiên bản thể thao là 119 triệu ha. Phiên bản thể thao là phiên bản màu xám. Ủa, màu đen chứ, màu đen ha. Rồi, 150 phiên bản ABS, phiên bản đặc biệt thì sẽ có mức giá là 122 triệu đã bao gồm thuế VAT luôn rồi. Thì đối với dòng SH 125 á, thắng CBS với là 150 ABS phiên bản mắc nhất á, thì từ 82 cho tới 122 triệu thì nó chênh lệch với nhau khoảng 40 triệu đồng. Đó, thì các bạn mua 150 ABS phiên bản mắc nhất thì các bạn sẽ mua được một chiếc xe thôi. Còn nếu mà 125 phanh CBS thì các bạn mua được một chiếc xe và mua thêm được một chiếc xe Honda Vision nữa. Đấy, thì tùy vào túi tiền các bạn lựa chọn. Rồi, vậy thì chốt lại bây giờ mua 125 ABS hay là 150 CBS, mua 150 ABS hay là 150 CBS. Vậy hai cái thắng xe này nó có gì khác biệt nhau và nên lựa chọn cái chiếc nào? Thì mình nói cho các bạn nghe, nếu như các bạn là một người chỉ đi SH, đi ở trong phố này nọ các kiểu thôi, đi kiển ở trong phố đi này nọ kiểu, thì mình mua 125 phiên bản phanh ABS là được rồi. 125 ABS là được rồi ha. Mua CBS cũng được, tại vì các bạn là một cái người đi trong phố, đi điều kiện đi kiển bình thường thôi chứ không phải là đi phượt nhiều, mình đi xa nhiều, thì mua 125 CBS là rất ok, thiệt sự luôn là rất ok, chỉ có 82 triệu thôi. Rồi, vậy thì những bạn mà thích đi xa thì làm sao? Đi xa hoặc là đi ra ngoài đường mà gặp gái kêu trời ơi đi SH mà đi có 125 mà đi 150 mới xịn, đi 150 ABS thì mới gọi là giàu, mới gọi là xịn, thì ok, xách tiền thì mua 150 ABS nha. Thật sự luôn á các bạn á, giữa cái thắng CBS và cái ABS thì mình sẽ cho các bạn xem ha. Đây, hai con xe này đây. Đây, mình cho các bạn xem nè. Mình sẽ quay cái đầu xe qua cho các bạn xem nha. Để các bạn có thể nhìn nhận được hai cái thắng xe này. Rồi, thì các bạn thấy xem ha, đây là phiên bản phanh ABS nè, bên kia là phiên bản phanh CBS. Thì ABS các bạn sẽ sử dụng con heo, là con heo 2 bit, chỉ có 2 cục ở đây thôi. Còn có con CBS nè, nó sẽ sử dụng con heo 3 bit.
con heo khủng long các bạn, rất là bự ha, rất là to. Thì cái con HS, cái con ABS này các bạn sẽ được trang bị thêm cái tính năng HSTC. Thì như mình đã nói rồi, HSTC là cái tính năng mà chỉ trên phiên bản fan ABS mới có được HSTC thôi, còn CBS thì không được. Thì HSTC nó sẽ giúp cho xe của các bạn khi mà đi đường mưa, trơn trượt, sình lầy, đá nhỏ, đất này nọ kiểu, thì nó sẽ kết hợp với thắng ABS này, nó sẽ tính toán được cái lực kéo của chiếc xe, và nó giúp cho các bạn khi mà thắng xe thì nó sẽ không có bị trơn trượt và chẹo bánh. Nó khi mà đi tốc độ cao mình đi không bị trơn trượt và chẹo bánh này nọ kiểu, khá là an toàn. Vậy thì CBS không làm được điều đó, nhưng đổi lại nó được con heo 3 bit và cái độ thắng của nó cũng khá là ngon. Con này các bạn thắng á, ABS á, thì nó sẽ giúp cho cái kẹp má phanh á, nó sẽ nhấp nhả, sẽ giúp cho chiếc xe của bạn không bị trơn trượt, bị chẹo, đúng không? Thì cái con này nó là phiên bản phanh CBS, thì cái phanh CBS nó sẽ phân bổ lực phanh khi mà các bạn thắng bánh trước hay bánh sau. Bánh trước như này nè, thì nó sẽ phân bổ lực phanh cho cả hai bánh trước và bánh sau, hai cái phần thắng trước và thắng sau luôn. Đấy, thì nó giúp chiếc xe của bạn thắng nó cũng khá là ok. Và thêm vào đó, nó là con heo 3 bit, thì con heo 3 bit thì thắng cực kỳ ngon và cực kỳ đỉnh luôn. Đấy, đó là tùy vào các bạn thôi, tùy vào các bạn. Nếu mà các bạn là cái người mà gọi là đi một cái đường hay đi làm trễ mà hay đi xe tốc độ giống như mình á, thì các bạn nên lựa chọn phanh ABS và mua 125 cũng được luôn, không cần phải nhất thiết mua 50. 150 thì giúp cái xe bạn nó bốc cái da đầu vọt chạy sướng hơn thôi, còn 125 thì chạy vẫn được, vẫn như vậy cũng vẫn được ha. Đấy rồi, còn 125 thì các bạn chạy thì nó không có bốc ra đầu như thằng 150, nhưng mà các bạn đi trong phố nhiều thì mình nghĩ các bạn chọn 125 ABS là ok rồi. Đấy. Rồi thì chốt lại nha, nếu như bạn nào là một người đi trong phố tèn tèn, đi một chiếc xe SH để sang cơ thể tí xíu, không đặt nặng vấn đề an toàn cũng như là đi phượt xa này nọ kiểu, thì đi 125 CBS là ok nhất, giá với 82 triệu đồng thôi, chưa bao gồm giá lăn bánh nha các bạn. Còn nếu mà các bạn nào mà thích mạnh mẽ tí xíu và thích độ an toàn thì mình lựa chọn 150 ABS. Còn nếu mà thích mạnh mẽ thôi, không cần phải quá cầu kỳ về vấn đề phanh ABS đó, chạy xe kỹ tính đó, thì mình đi 150 CBS là ok rồi. Nói chốt lại là đối với một người đi SH rồi thì đã ngồi trên SH là đã sang rồi, chứ không cần gì mà phải đi 125 là gọi là như bạn đó, là đi SH 125 CBS là một là những người không có điều kiện mà đu theo để được sang, được cô gái nọ kiểu. Những người đi SH phải đi 150 ABS thì mới sang, mới có nhiều tiền. Thật sự là nó không phải các bạn, tại vì rất nhiều bạn tại người to không thể nào đi những chiếc xe khác nhỏ được, nhưng mà người ta chỉ đi được chiếc SH và chỉ đủ tiền mua chiếc SH 125 CBS thì người ta vẫn mua bình thường thôi, đúng không? Rồi thì đó là một số cập nhật của mình về dòng xe SH. Chốt lại nha, nếu như bạn nào không dư giả tiền bạc, mua 125 CBS đi cũng khá ok rồi, thắng heo 3 bit ok, ngon lành, thắng cũng rất là an toàn, đi kỹ tính tí xíu. Rồi bạn nào dư giả hơn thì mình mua 150 CBS cũng được luôn. Còn nếu mà mình quá giàu rồi thì mua 150 ABS. Còn 125 ABS á, thì các bạn không cần tốc độ nhưng mà thích độ an toàn thì lựa chọn nó cũng rất là ok. Đấy, nói chung là mỗi chiếc xe đều có một cái tính năng riêng của nó, một cái mặt lợi mặt hại riêng của nó, tùy vào các bạn thôi. Và nếu như là các bạn thì các bạn sẽ lựa chọn SH gì, phiên bản gì, hãy để lại bình luận phía bên dưới cho mình biết, và cũng như là một số nhận định ưu nhược điểm của dòng xe này để nhiều bạn có thể cập nhật đọc những cái bình luận của các bạn ha. Và sắp tới mình chắc cũng phải tạo một em thôi, tại vì màu quá đẹp các bạn ơi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Chúc các bạn một buổi tối xem video thật là vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.